quay trở lại với channel của Hoạt Động Xanh. Do là có rất là nhiều những cái yêu cầu đến từ các bạn, đặc biệt là các bạn ở trong ngành và các bạn đang là sinh viên y, thì lần trước mình có làm một cái video chia sẻ một ngày học online và ôn thi hóa sinh. Thế là có rất là nhiều bạn nhắn tin về cho mình cũng như là comment và nói là chị ơi, chị chia sẻ cách mà chị học môn hóa, cách mà chị học môn hóa sinh đi, bạn ơi bạn hãy chia sẻ cách mà bạn học môn hóa sinh đi. Thì thực sự là mình thì cũng đã thi hóa sinh xong rồi, thì kết quả thì nói chung là cũng tốt thì không phải là để tốt quá, nhưng mà nói chung là cũng tạm ổn so với một môn mà nó có độ khó cao và điểm trung bình cũng không cao lắm, điểm trung bình của tất cả các bạn cũng không cao lắm, thì nói chung là mình thấy là cũng ổn. Tuy là không phải quá là hài lòng nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn có thể chia sẻ được cho mọi người một số những cái tip mà mình đã học hóa sinh, cũng như là để ghi nhớ những cái kiến thức ở trong một cuốn sách dày cộp. Đây, cuốn sách hóa sinh. Thực ra thì cái cuốn sách này, cái bìa nó là bìa cũ, là phiên bản cũ, nhưng mà bên trong thì nó là mới, tại vì sách của mình là sách mua, sách photo ấy. Thì tóm lại là cuốn sách này có tầm khoảng hơn 400 trang. Kiến thức thì rất là nhiều và nó không bình thường. Những cuốn sách mà dày như thế này ấy, ở trường mình thì sẽ được chia làm hai học phần và sẽ thi hai lần, mỗi một lần sẽ học một nửa, nhưng mà riêng với môn hóa sinh thì sẽ chỉ thi một lần thôi, một lần sẽ thi hết cả quyển luôn đó. Thì đối với lịch thi của môn hóa sinh thì đáng nhẽ là bọn mình đã thi từ trước khi nghỉ dịch rồi, thế nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid cho nên là lịch hóa sinh của bọn mình đã lùi lại, và bọn mình không biết là kiểu trong thời gian nghỉ dịch bọn mình không biết là bao giờ sẽ thi hóa sinh cả. Cái lịch thi đầu tiên ấy thì mình cũng đã ôn thi, thế nhưng mà xong rồi trước ngày thi khoảng mấy ngày gì đấy thì lại bảo là ok các em hoãn thi, không đến trường được, không được đến trường, không được tụ tập trên 20 người, thế là hoãn thi và bọn mình cũng nghỉ học luôn từ cái khoảng thời gian đấy. Thế là cũng nghỉ khoảng hơn một tháng trời liền. Thì thời gian đầu ấy mình biết là kiểu gì là hết cái đợt cách ly này chắc chắn là cũng sẽ thi luôn, nhưng mà chả biết là bao giờ đến hết đợt cách ly và cũng chả biết là bao giờ sẽ thi, mà cũng chẳng có lịch gì cả, thế là không có điều gì chắc chắn, là mới dẫn đến một cái việc là gần như là trong hơn một cái tháng nghỉ dịch đấy mình chả mấy khi động một hóa sinh cả. Thỉnh thoảng thì vẫn biết là phải học hóa sinh, vẫn mở ra, nhưng mà kiểu như là không nghiêm túc được ấy, cho đến lúc mà gần hết cái tháng nghỉ dịch đấy ấy, hóa sinh nó kiểu càng ngày càng đi vào quên lãng, cho đến lúc mà cách ngày thi khoảng 2 tuần, thế là cô mới đăng lịch là các em ngày 8 tháng 5 sẽ thi hóa sinh. Lúc đấy còn đúng 2 tuần các bạn ạ. Kiểu cô em đã bỏ môn này kiểu rất là lâu rồi ấy, mà kiểu vừa phải ôn thi vừa phải học xác suất thống kê, nên là các bạn cũng thấy đấy, cái hôm trước mình đăng ấy một ngày rất là kiểu học rất là nhiều luôn ấy. Thế là sau khi mà có lịch thi vào ngày 8 tháng 5 thì mình mới kiểu hoàn hồn ấy, mới kiểu phải học hóa sinh, phải học hóa sinh, quay trở lại học hóa sinh. Thế là mình mới nghiêm túc học hóa sinh trở lại vào tầm khoảng 2 tuần trước khi thi thôi, cho nên chắc là video này sẽ đặt tên là ôn thi hóa sinh cấp tốc trong vòng 2 tuần. Nếu như mà thực sự video này có thể giúp ích được cho những cái bạn sinh viên y giống như mình, có thể phần nào đấy có thể tiếp cận được với bộ môn hóa sinh một cách dễ dàng hơn và ghi nhớ một cách tốt hơn, thì thực sự mình rất muốn là cái video của mình sẽ giúp đỡ được mọi người một phần nào đấy. Ok, không dài dòng nữa, mình cùng vào vấn đề chính thôi. Hey, hóa sinh thì là một môn tương đối là khó nha các bạn. Nhưng mà để nói là có học được không thì mình cảm thấy là vẫn học được. Nói chung là lúc học thì cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là phức tạp. Nhưng mà sau khi học xong thì kiểu rất là nhung nhớ môn này ấy, kiểu không được học nữa thì rất là buồn ấy. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách học hóa sinh của mình thông qua một cái sơ đồ tư duy để các bạn có thể dễ hình dung và tưởng tượng hơn nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm hóa sinh là cái gì nhé. Và sau đấy thì sẽ tìm hiểu là ý nghĩa của cái bộ môn này là gì. Biết được là nó có cái ý nghĩa gì thì mình mới có động lực học, đúng không? Hóa sinh thì bao gồm đơn giản và ngắn gọn là hóa và sinh. Ok, thì hóa là cái gì? Hóa là bao gồm các cái phản ứng hóa học từ chất A cộng chất B được cái xúc tác thì sẽ tạo ra chất A phẩy, B phẩy. Đó, và trong môn hóa sinh thì còn tìm hiểu các cái con đường chuyển hóa các chất từ chất A đến chất B chuyển thành chất C, rồi chất C kết hợp với chất X để tổng hợp lại chất A, vân vân. Thế còn sinh là sao? Sinh có nghĩa là các cái phản ứng hóa học này nó diễn ra ở bên trong cơ thể chúng ta, thì đấy là phần sinh của bộ môn này. Bộ môn này cũng cho chúng ta tìm hiểu những cái con đường chuyển hóa ở trong các cái bộ phận ở trong cơ thể, ví dụ như là ở gan này, hay là ở thận này, hay là ở các cái tế bào máu hồng cầu chẳng hạn, hoặc là ở tinh hoàn, buồng trứng, vân vân.
Đó, thì đó là về những cái mà trong hóa sinh chúng ta sẽ học. Và chúng ta phải tìm hiểu một cái nữa là ý nghĩa của bộ môn hóa sinh là gì. Thì khi mà học hóa sinh thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái hiểu biết cơ bản về cơ thể mình này. Biết là bên trong cơ thể xảy ra những cái phản ứng hóa học gì. Từ mà cái việc mà phản ứng hóa học xảy ra thì sẽ dẫn đến thay đổi nồng độ các chất ở trong trường hợp bình thường và bệnh lý. Thế thì đây cũng là một bộ môn rất là quan trọng ở trong cái chương trình học Y2, bởi vì nó có cái tính ứng dụng ở trong thực tế rất là cao. Ví dụ như khi mà bạn phải đi vào viện bạn xét nghiệm hóa sinh chẳng hạn, thì đây cũng là lúc mà bộ môn này được lên ngôi đấy. Thứ hai nữa, nó quan trọng là bởi vì nó có xuất hiện ở trong kỳ thi nội trú. Nếu như bạn nào quan tâm đến kỳ thi nội trú của các bác sĩ sau khi ra trường, sau khi học xong 6 năm. Ok, khi mà chúng ta biết được tầm quan trọng của bộ môn này thì chúng ta sẽ có động lực học hơn, đúng không? Tiếp đến thì chúng mình sẽ cùng tiếp cận một cái vấn đề, đấy là làm sao để mà có thể học tốt môn hóa sinh này. Và đây là những cái trải nghiệm của bản thân mình nha, cho nên là có thể đúng với người này, đúng với người khác, không sao cả. Giống như bạn muốn làm bánh thì bạn phải có dụng cụ làm bánh vậy đó. Vậy thì học hóa sinh chúng ta cũng cần có những cái công cụ nhất định để chúng ta có thể hiểu được các cái kiến thức hóa sinh. Thì đầu tiên chúng ta quan tâm đến các cái định nghĩa về phản ứng oxy hóa khử, cũng như là các cái phản ứng đồng hóa dị hóa ở trong cơ thể. Ví dụ như đường phân là một quá trình đồng hóa này, hay là tân tạo đường là một quá trình ngược lại, quá trình dị hóa chẳng hạn. Thì việc mà chúng ta hiểu rõ bản chất của các phản ứng này sẽ giúp chúng ta học các cái chu trình hoặc là các cái chuỗi phản ứng ở trong hóa sinh một cách tốt hơn. Tiếp đấy là chúng ta cần phải tìm hiểu đến enzyme là cái gì. Bởi vì các cái phản ứng ở bên trong cơ thể chúng ta ấy xảy ra được là phải nhờ có sự xúc tác của enzyme. Còn nếu như không có enzyme thì sẽ không có phản ứng hóa học ở bên trong cơ thể. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái chất ở đây. Nếu như bạn nào nhìn nhanh thì có thể nhận ra đây là chất gì không? Ok, mình sẽ xóa đi hết để dễ nhìn nhá. Đầu tiên thì đây là glucose 6 phosphate. Và mình sẽ tìm hiểu một cái phản ứng chuyển glucose 6 phosphate chuyển thành một phân tử đường có 5 cạnh là đường gì, các bạn có nhớ không? Ok, đây là đường fructose 6 phosphate nha các bạn. Thì ví dụ như câu hỏi nó hỏi là enzyme xúc tác cho cái phản ứng này là gì. Thì để có thể trả lời được câu hỏi này thì chúng ta phải phân tích một chút nhé. Đầu tiên thì cái đường đầu tiên nó sẽ có 6C. Đường thứ hai thì cũng có, các bạn đếm theo cái bút của mình ấy, thì cũng sẽ có 6C. Thì mình nhận xét là số C ở trong hai cái phân tử này không đổi, và nó chỉ có sự thay đổi cấu tạo của hai phân tử này thôi. Và cái sự thay đổi đó là sự quay vòng. Thì đây là một cái phản ứng đồng phân hóa nha các bạn, mình ghi hơi nhầm, đây là phản ứng đồng phân hóa. Thì sẽ cần một loại enzyme đồng phân hóa đúng không mọi người? Và thường thì enzyme đồng phân hóa sẽ có đuôi là isomelaza hoặc là mastaza. Thì ở trong trường hợp này là enzyme isomelaza. Và mình chú ý một chút là thường ấy, ở trong cái tên của chất tham gia hay là chất phản ứng có gì thì tên enzyme nó cũng sẽ có những cái thành phần tương tự. Thì trong cái trường hợp này ấy, nó sẽ là phosphate glucose isomelaza. Thì ví dụ đi thi mà gặp câu hỏi này chẳng hạn, ví dụ như là đáp án A nó cho là enzyme này, đáp án B là một cái enzyme mà đuôi là kinaza, hay là đáp án C là một cái enzyme mà đuôi là dehydrogenase, thì mình biết ngay là mình phải khoanh một cái đáp án mà nó là một cái enzyme đồng phân hóa đúng không mọi người, thì nó phải có đuôi là isomelaza. Đó thì đó là tầm quan trọng của cái bài enzyme. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái bài năng lượng sinh học, hay nó gọi là năng lượng oxy hóa khử. Thì tất cả những phản ứng trong cơ thể đều cần một cái loại năng lượng cung cấp cho nó, và dưới dạng năng lượng là ATP. Và năng lượng ATP này có nguồn gốc từ các cái chuỗi phản ứng như là chuỗi truyền điện tử, hay là chu trình axit kitric, hay là mình hay học là chu trình Krebs ấy. Đó, thì chúng ta sẽ quan tâm đến là các cái chu trình, các cái chuỗi phản ứng này sẽ đem đến bao nhiêu ATP, nguyên liệu, sản phẩm cũng như là enzyme tham gia là cái gì. Trong bộ môn hóa sinh thì sẽ chia làm hai phần chính. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo cũng như là phần chuyển hóa các chất. Đầu tiên khi mà học bất cứ phản ứng nào chúng ta phải quan tâm là nó xảy ra ở đâu cái đã. Đầu tiên là nó xảy ra ở gan hay ở đâu, hay là xảy ra ở trong bào quan nào như ti thể chẳng hạn. Tiếp đến chúng ta cần phải quan tâm đến cái điều kiện xảy ra phản ứng là điều kiện yếm khí hay là điều kiện hiếu khí chẳng hạn. Tiếp đến khi mà chúng ta tìm hiểu một cái chu trình từ chất A đến chất B đến chất C thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu là nó sẽ có bao nhiêu bước và nó sẽ được chia ra làm bao nhiêu giai đoạn để chúng ta có thể tiện nhớ hơn. Đến thì khi mà học một chuỗi phản ứng thì chúng ta sẽ quan tâm thêm là nguyên liệu tham gia là gì, sản phẩm tham gia là gì này, rồi thì các chất ở trong cái chu trình biến đổi như thế nào, enzyme xúc tác là cái gì, và đây là phản ứng một chiều hay là phản ứng hai chiều. Bởi vì nếu như mà là phản ứng một chiều thì khi mà phản ứng xảy ra theo chiều thuận thì nó sẽ cần một enzyme xúc tác khác, và xảy ra theo chiều nghịch thì sẽ cần một enzyme khác. Còn nếu như hai chiều thì chỉ cần một loại enzyme là có thể xúc tác được hai chiều rồi. Đó, đó thì đó là cấu trúc cơ bản nhất để mình học bất cứ một
một cái phản ứng hay là chu trình nào đi chăng nữa thì mình phải nhớ được bấy nhiêu thứ, và chúng ta quan tâm xem là năng lượng nó tạo ra bao nhiêu và tiêu hao bao nhiêu cho cái quá trình này. Ngoài ra thì mỗi một cái phản ứng sẽ có một chút đặc thù riêng nên chúng ta sẽ cần phải chú ý những cái đặc biệt trong mỗi chu trình. Thứ hai nữa là khi mà mình đang quan tâm đến cái enzyme thì chúng ta sẽ quan tâm đến coenzyme luôn. Ví dụ như một enzyme sẽ cần coenzyme là NAD cộng này, hay là NADPH cộng, hay là ATP chẳng hạn. Thì mình đi thi mình thấy hay hỏi cái câu này ấy, nên là mình chú ý để cho các bạn học luôn. Tiếp đấy là chúng ta sẽ đến cái phần 2, đấy là hóa sinh các cái mô cơ quan ở trong cơ thể. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cấu tạo của cái cơ quan đấy, cấu tạo về mặt giải phẫu. Tiếp đến chúng ta phải quan tâm đến cấu tạo hóa học của mô cơ quan đó. Thì cái cấu tạo hóa học này, thành phần cấu tạo hóa học thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của cơ quan. Vì bao giờ ở trong cơ thể, cấu tạo nó cũng sẽ phải phù hợp với chức năng. Để cái cơ quan đấy thực hiện chức năng thì chúng ta phải tìm hiểu cái cơ chế thực hiện của nó như thế nào, bằng các cái phản ứng hóa học gì và có các cái enzyme gì ở cơ quan đó tham gia. Đó, thì chúng ta sẽ quan tâm đến ba cái yếu tố này để biết được là trong cơ thể bình thường thì các cái phản ứng này diễn ra như thế nào, các cái enzyme này có nồng độ là bao nhiêu chẳng hạn, và trong cái trường hợp bất thường thì nó thay đổi như thế nào. Thì khi mà chúng ta học đến những cái bất thường thì nó sẽ dẫn đến bệnh lý, đúng không? Khi mà học một cái bệnh lý của cơ quan thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến là các cái dấu hiệu này, các cái xét nghiệm chẩn đoán và các cái chỉ số, các cái nồng độ các chất thay đổi như thế nào. Tiếp đến một điều rất quan trọng để bạn học hóa sinh hiệu quả, đấy là bạn phải học bám sát vào mục tiêu của bài học. Thì mục tiêu này sẽ có ở đâu? Đấy là các bạn mở sách ra, ở trên đầu của mỗi bài học thì sẽ có mục tiêu học tập của bài đấy. Nó sẽ giúp bạn là biết được là trong cái bài học này bạn phải tập trung vào vấn đề gì. Tiếp đến thì chắc sẽ có nhiều bạn tò mò xem là mình đã ôn thi bằng cái nguồn tài liệu nào. Thì sẽ có nguồn tài liệu chính và nguồn tài liệu ngoài luồng. Về tài liệu chính thì nó được chia thành là giáo trình và các cái slide của các thầy cô. Thì giáo trình sẽ là giáo trình của trường bạn, và các cái slide thì bạn phải xin thầy cô thôi. Và hai cái nguồn tài liệu này là hai cái nguồn tài liệu rất là đầy đủ và sát với các cái kiến thức thi. Nhưng mà nhược điểm của nó lại là rất là dài, rất là khó nhớ và rất là lan man. Thế cho nên là chúng ta mới cần một cái nguồn tài liệu ngoài luồng. Ngoài ra thì các cái ghi chép lúc mà đi học của các bạn, những cái mà thầy cô nhấn mạnh thì nó sẽ xuất hiện trong bài thi rất là nhiều á. Nguồn tài liệu vô cùng trực quan mà mình hay sử dụng đấy là video ở trên YouTube nha các bạn. Và mình thấy đây là một cái cách rất là có ích đối với mình. Và nguồn video của mình xem đấy là video của anh Nguyễn Đức Vượng ở trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì các bạn chỉ cần gõ hai chữ hóa sinh lên trên YouTube thôi thì nó sẽ hiện ra ngay cái danh sách phát của anh Vượng, và mình chỉ cần nhấn vào đó để xem thôi, bởi vì là các anh chị đã rất là mất công để có thể dịch các cái video từ bên nước ngoài ra cho mình rồi. Thì về cơ bản các cái nội dung video này rất là dễ hiểu, dễ xem, cũng như là trực quan và dễ nhớ. Nhưng mà nó lại có cái nhược điểm đấy là không đầy đủ các bạn ạ. Ngoài ra thì nguồn tài liệu ngoài luồng thứ hai đấy là test các bạn ạ. Các bài test thì sẽ giúp mình kiểm tra kiến thức, cũng như là sẽ giúp mình làm quen với các cái câu hỏi trong các cái đề thi nó sẽ ra, nó sẽ hỏi như thế nào. Và test thì các bạn nên làm 2 lần, ít nhất là 2 lần nha thì mới có tác dụng. Ngoài ra thì mình cũng có thể xem các cái tài liệu ở nước ngoài, nhưng mà nếu mà còn thời gian ít như mình ấy thì không khuyến khích các bạn nhá, bởi vì không có thời gian mà xem không đủ thời gian. Thì túm lại chúng ta sẽ học các nguồn từ giáo trình này, slide này, video trên YouTube và test nữa nhá. Ok, thì đấy là những cách mà mình đã áp dụng để mình có thể tiếp cận môn hóa sinh một cách dễ dàng hơn. Mong là video sẽ có ích được với mọi người nha. Cùng xem lại mấy cái ghi chép của mình cho có động lực nha. Có đôi khi trên con đường dài đôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Có đỡ đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được phát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính.